Chào bác, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương. Tiếp tục là lên đường rất nhiều mẫu sản phẩm DBX SV1039, mẫu quản lý nguồn chất lượng giá rẻ BM Tùng đang xả với mức giá khuyến mại hơn 1 triệu đồng. Nếu các anh em nào đang cần mua mẫu quản lý nguồn DBX SV1039, hãy đến Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại bên dưới nhá. Hôm nay bên em nhận được rất nhiều đơn hàng và đặc biệt là anh em lựa chọn phiên bản màu đen quá nhiều. Hôm nay thì bên em cũng sẽ làm ngay một video nữa để gửi tới những em đang quan tâm cũng như đang đặt hàng với mẫu quản lý nguồn DBX SV1039. Ở thời điểm hiện tại anh em chỉ cần bỏ ra 1.150.000 đồng là các anh em đã có ngay cho mình một quản lý nguồn quá chất lượng của DBX rồi. Đấy, anh em nào cần mua quản lý nguồn để chơi phòng hát gia đình, chúng ta đi làm sự kiện thì cứ đến Tùng Audio thôi là các anh em đã có cho mình một cái thiết bị rất là quan trọng rồi, trong việc chúng ta bảo vệ thiết bị âm thanh hay là chúng ta có thể sử dụng các cái tính năng bật tắt rất đơn giản để bật cả dàn âm thanh máy trong trường hợp chúng ta để tủ đồ. DBX SV1039 bên Tùng hiện tại thì đang có hai phiên bản màu nhé, để các anh em lựa chọn phiên bản màu trắng và phiên bản màu đen. Ở đây thì em đã quay trực tiếp cái phiên bản màu trắng ra để các bác xem về cái thiết kế mặt sau. Đây là 8 cổng cắm với một cổng cắm mặt trước, tổng cộng có 9 cổng cắm tất cả để anh em có thể cắm được rất nhiều thiết bị âm thanh hoặc là chúng ta có thể sử dụng cắm đồ điện dân dụng trực tiếp ở trên mẫu quản lý nguồn này. Hôm nay thì em nhận được rất nhiều đơn hàng, đặc biệt là với anh em nữa thích phiên bản màu đen nữa, phiên bản phay nhôm màu đen dễ phối đồ, có át chống cháy C63, cái át rất quan trọng trong trường hợp xấu xảy ra với nguồn điện cháy chậm độ, của em sẽ đánh xuống cái át này nó sẽ ngắt ngay tất cả nguồn điện cấp vào, đảm bảo an toàn cho các thiết bị điện của bác. Ở giữa sẽ là mặt màn hình hiển thị ngay nguồn điện đang sử dụng này, các tính năng bật tắt chế độ tự động bật tắt từng cổng thì các bác thao tác trực tiếp trên thân máy rất đơn giản, nhấn cho em nút ngoài cùng đó là nút start nhé, để chúng ta có thể bật theo chế độ tự động hoặc tắt theo chế độ tự động. Các bác nhìn khi mà chúng ta nhấn vào start thì chúng ta đã kích hoạt chế độ tự động rồi. Ở đây thì đang là để chế độ tự động tắt từ 8-11. Các bác nhìn thấy các cái cổng cắm ở đây đã ngưng trạng thái hoạt động thì đồng thời nó cũng sẽ chuyển màu tối. Ở trên mặt màn hình cũng sẽ mất ngay các cái ký hiệu số từ 1-8 đã mất rồi, tức là đã ngưng trở lại cấp điện ở phía mặt sau. Khi chúng ta muốn bật chúng ta lại nhấn start một lần nữa, bật theo chế độ tự động. Cái tính năng này cũng rất là hay nha anh em, khi chúng ta sử dụng thiết bị âm thanh ấy, nhiều khi là các anh em thao tác chưa đúng, chúng ta bật tắt chưa đúng các thiết bị nó sẽ bị kêu loa. Rất nhiều anh em hỏi em tại sao anh bật tắt nó hay bị kêu loa, thì có thể là các bác cắm bật hoặc là chúng ta tắt sai các thiết bị âm thanh, có thể là anh em cắt tắt từ phần công suất hay là các cái phần âm ly hay là các cái đường tín hiệu chúng ta bật tắt chưa đúng nên nó dẫn đến hiện tượng kêu loa. Nhưng mà khi các anh em đã cắm quản lý nguồn vào, các bác chỉ cần cắm cho em các cái đường tín hiệu trước, ví dụ như là mic này, lâng này, vang, lọc xì, vân vân, các bác cứ cắm cho em các cái đường tín hiệu lúc nào là cái đường tín hiệu lấy nhạc vào chúng ta phải cắm đầu tiên. Đấy là 1, 2, 3, 4. Cuối cùng luôn luôn là phần âm ly này, công suất cục đẩy. Đó, các bác cắm cho em những cái phần như vậy, chúng ta cắm vào cổng 6, 7, 8 để khi mà chúng ta thao tác bật tắt theo chế độ tự động nó sẽ bật theo quy trình rất đúng, không ảnh hưởng, không kêu loa như một vài anh em thao tác sai. Còn một vài bác thì để tủ đồ thì có bác là sử dụng các thiết bị mà có cái lúc công tắc nguồn phía mặt sau ấy. Nhiều khi là bác rất là ngại trong việc chúng ta cắm, chúng ta thò tay ở phía mặt sau chúng ta bật hoặc tắt các thiết bị, nhưng là anh em lại nhấn trực tiếp hoặc là tháo rút trực tiếp ổ điện ra nên nó rất ảnh hưởng cho thiết bị âm thanh của bác. Thay vì chúng ta thao tác sai các thiết bị như vậy thì dần dần về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp, có khi là nó sẽ bị cháy thiết bị âm thanh. Và khi mà đã cháy rồi nhé, các bác nhớ cho em là khi mà đã cháy thiết bị, ví dụ đẩy hay là âm ly thôi, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dàn âm thanh của bác. Nếu như không có át chống cháy, không có quản lý nguồn thì có thể là cháy cả dàn âm thanh khi mà chúng ta đi thay thế rất đắt đỏ. Ngay bây giờ nếu các anh em muốn có một phòng hát gia đình chuyên nghiệp, muốn bảo vệ an toàn thiết bị điện, hãy sử dụng ngay cho em quản lý nguồn DBX. Và điều đặc biệt nữa mà DBX mang lại cho anh em đó là bộ lọc nguồn phía trong. Đây là một trong những cái bộ nội thất rất là khủng của DBX, có bộ lọc nguồn át chống cháy, nguồn biến áp này. Bộ lọc nguồn này nó đóng vai trò như là bộ lọc nguồn tín hiệu. Các bác nhớ cho em khi chúng ta trải nghiệm âm thanh, các bác muốn tín hiệu đường truyền tải tốt, nguồn điện tốt hay là đường truyền tín hiệu tốt thì chắc chắn là phải có cái bộ lọc nguồn điện rồi, tránh trường hợp nhiễu sóng, nghe nhạc thất thường, đúng không ạ? Hãy sử dụng ngay cho em mẫu quản lý nguồn của DBX, đặc biệt là với những mẫu cao cấp như này, DBX SV1039 hai phiên bản màu trắng màu đen. Sự kiện gia đình phòng trà đều rất ổn định với DBX này, bởi vì đây là một trong phiên bản nó bền bỉ và sử dụng tải nguồn điện áp cực kỳ cao. Hôm nay thì bên cả anh em nhận được rất nhiều đơn hàng của các anh em với khách hàng, với anh em khách hàng với mẫu quản lý nguồn DBX SV139. Là anh em nào đang có nhu cầu với mẫu quản lý nguồn của DBX, bác liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới 0979629336 để em phục vụ anh em với mẫu quản lý nguồn chất lượng cao cấp DBX SV139 bên cả Tùng Audio. Và video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bác anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào bác nhá.